chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo và toàn thể các học sinh về dự lễ ra trường học sinh niên khóa 2014-2019 ngày hôm nay. Just one of the
cháu hoa nhà người. Bông 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 bang bang lên ăn cơm bạc cơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang chờ ăn cơm hồng cháu hoa nhà người. Oh, 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 oh
Xin được cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến. Khi tiếng hè râm ran, khi những chùm phượng vĩ đốt cháy sân trường cả một khung trời rực lửa, ấy là báo hiệu cho các em biết rằng mùa hè, mùa vui chơi thỏa thích đã đến. Nhưng mùa hè năm nay lại là một mùa hè đặc biệt đối với tất cả các em. Nó khác hẳn với những lần chia tay nghỉ hè của những năm học trước. Giờ phút chia tay đã đến. Với bao cảm xúc thân thương, biệt diệt, trái tim xốn sang, lưu luyến đến không ngờ, các em phải tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường thân yêu, gửi lại tất cả những kỷ niệm ngây thơ của thời học trò, để sau mùa hè này các em sẽ học một môi trường mới, môi trường trung học cơ sở. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các ông bà đại diện thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Về phía trường tiểu học Thị Hồng Bê xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Đỗ Thị Mai, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Đào, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Huyền Châu, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt đông đủ của các quý vị phụ huynh, các em học sinh khối lớp chia tay mái trường tiểu học Dược B thân yêu của các em thật khó diễn tả bằng lời. Biết bao kỷ niệm vui buồn đan xen lẫn với hình ảnh về sân trường, lớp học, thầy cô giáo Đỗ Thị Mai, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên có đôi lời tâm sự. Trước khi cô giáo muốn nói với các con một số đôi lời trước khi các con chia tay trường học Dược B, thì cô muốn tất cả các bạn học sinh chúng ta hãy về vị trí ngồi. Được chưa ạ? Các con đã về ổn định vị trí ngồi được chưa? Vâng, kính thưa các quý vị phụ huynh, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh yêu quý. Hôm nay trường tiểu học Dịch vọng B vô cùng long trọng được đón các quý vị phụ huynh, các em học sinh tới dự lễ ra trường niên khóa 2014-2019. Lời đầu tiên, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới các quý vị phụ huynh học sinh, tới các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Các em học sinh yêu quý, chỉ có mới ngày nào, tháng 9 năm 2014, cô còn đón các em vào học lớp 1. Vậy mà, đến mùa hè này, chúng ta đã chuẩn bị phải chia tay ngôi trường tiểu học Dịch vọng B thân yêu, nơi là nền tảng của các con bắt đầu bậc học phổ thông. Nói đến chia tay, ngay trong bản thân cảm xúc của cô, và tôi chắc chắn trong các em đều có một điều gì đó thấy trong lòng bồi hồi và nao nao. Nhưng cái gì đến vẫn cứ phải đến. Sự chia tay này của chúng ta, đó là một sự chia tay đánh dấu một bước trưởng thành của các con để bước sang một bậc học mới. Trong 5 năm học vừa qua, cô thấy các em đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện bản thân. Tất cả các em học sinh đều đã đóng góp vào bảng vàng thành tích của trường tiểu học Sĩ Vọng B. Chính các em là những người đã tôn vinh các thầy cô, đã làm cho ngôi trường tiểu học Sĩ Vọng B ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục thủ đô. Ngày hôm nay, khi các em chuẩn bị bước sang một bậc học mới, đó là trường trung học cơ sở. Ở đây các em sẽ lại được làm quen với thầy giáo, cô giáo và các bạn mới. Cô hy vọng rằng các con hãy nhớ mãi ngôi trường tiểu học Dịch vọng B là nơi đầu tiên dạy cho các con biết đọc, biết viết, bắt đầu bằng chữ O. Cô tin chắc rằng trong tất cả các con ngồi đây, sau này có con sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ và cả những giáo sư, tiến sĩ, và có những bạn là viên chức nhà nước, là những thợ lái xe. Thế nhưng cô hy vọng rằng các con hãy luôn luôn tự hào và nhớ về ngôi trường tiểu học Dịch vọng B với các thầy, các cô luôn tận tâm dạy dỗ các con. Trong buổi ngày hôm nay, không biết nói gì hơn, cô chỉ mong muốn các con hãy tự tin vững bước để bước vào trường trung học cơ sở, bắt đầu một bậc học mới. Kính thưa các quý vị phụ huynh học sinh,
quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng với các thầy cô trường tiểu học Sự Vọng B để giáo dục các con và các con vững vàng như ngày hôm nay. Đặc biệt để có được một buổi lễ long trọng như thế này, các quý vị phụ huynh, đại diện phụ huynh của trường, ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm đã phải bỏ cả thời gian, công sức và cả tinh thần, vật chất để cho các con có một cái buổi lễ như ngày hôm nay. 5 năm qua, các vị đã cùng chúng tôi để dạy dỗ các con, và trong buổi lễ ngày hôm nay, không biết nói gì hơn, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị phụ huynh, và chúng tôi cũng mong muốn các quý vị phụ huynh hãy phát huy truyền thống của phụ huynh học sinh trường tiểu học B để đến với các trường trung học cơ sở. Một lần nữa, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc các em học sinh lớp 5 và niên khóa 2014-2019 bước vào trường trung học cơ sở vững bước, tự tin, phát huy được truyền thống học tập của trường tiểu học Sự Vọng B. Xin trân trọng cảm ơn. Niên 5 lớp, niên khóa 2014-2019. Một lần nữa xin giới thiệu chị Lê Thu Mỹ của lớp 5A. Chị Dương Đức 6, anh Dương Đức 6 của lớp 5B ạ. Anh Tạ Việt Cường, trưởng ban phụ huynh của lớp 5C. Chị Nguyễn Anh Đào của lớp 5D ạ. Chị Đặng Hồng Vân của lớp 5E ạ. Chị Hoàng Hải Đường của lớp 5H ạ. Và anh Nguyễn Thế Anh của lớp 5Y ạ. Cá nhân tôi là của lớp 5G ạ. Xin toàn thể quý vị một tràng pháo tay cổ vũ cho các anh các chị của trưởng ban đại diện phụ huynh niên khóa 2014-2019 ạ. Đó không chỉ là con chữ phép tính, đó không chỉ là sự chăm lo bữa ăn giấc ngủ bán chú của các con, đó là còn lời răn dạy giúp cho các con nên người và rất nhiều thứ nữa. Xin vô cùng cảm ơn các thầy cô giáo và toàn thể các ban các cán bộ công nhân viên của trường tiểu học Sự Vọng B ạ. Các em học sinh thân yêu, ngôi trường với bề dày 45 năm lịch sử, những truyền thống phát triển của lớp lớp các thế hệ thầy và trò, với biết bao sự nỗ lực dựng xây tạo nên những thành tích, những tiếng vang lớn trong ngôi nhà chung này. Nơi đây các em được luyện nét chữ, rèn nếp người. 2019 dưới sự dẫn dắt của các thế hệ các thầy cô giáo trường tiểu học Sự Vọng B. Rất đáng tự hào, luôn dẫn đầu phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt. Lớp 5A chúng mình luôn được cô giáo chăm sóc tận tình và chu đáo. Lớp chúng mình luôn đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà. Là một vọng B để đến với một môi trường mới. Ở đó các con sẽ được gặp các thầy cô mới, bạn mới. Các con sẽ được học nhiều kiến thức. Chính là cô Minh Hồng, giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp. Cô là cô giáo dạy cả môn văn, ngoài việc giúp tài liệu tham khảo để học tốt môn văn, được lên lớp 6 là phải sang thầy cô. Em muốn gửi đến ban giám hiệu thầy cô giáo một lời cảm ơn, cảm ơn mà chúng em đã chọn.
Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, các phụ huynh lớp đã luôn đồng hành và chăm sóc chúng em. Hay cảm xúc vui buồn mà là ngôi nhà lớn để cùng học tập, rèn luyện. Những kéo không muốn chia tay. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Mai, lớp 5E đã đạt được những tài Vân, Diễm, Lan Nhi, Bảo Châu, Hà Linh, Quân hay những nhận truyền trang. Thank you.
năm tháng sông dài sông đưa. Mẹ đã cho con lớn lên.
I'm not afraid to die.
cho chương trình văn nghệ của lớp 5C.
sẽ khép lại chương trình của văn nghệ của lớp 5B. Đó là những ước mơ, mong muốn các con bay cao, bay xa để thỏa lòng những ước mơ của mình. Xin chân thành cảm ơn các con. Tiếp theo đây chúng ta sẽ được đón xem chương trình văn nghệ của lớp 5E với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa. Xin mời lớp 5E trình bày.